Chào cả nhà, tiếp tục Nhân chia sẻ thêm một vấn đề nữa, đó là vì sao Việt Kiều về Việt Nam mua đất. Thì Nhân sẽ nói những lý do tại sao những người Việt Kiều về Việt Nam để mua đất. Cái lý do đầu tiên Nhân nói những lý do đó thì Nhân sẽ nói trước về cái vấn đề nếu như Việt Kiều của mình làm thế nào để mua đất trước, được mua đất ở Việt Nam. Thì đầu tiên là cả nhà mình phải còn quốc tịch ở Việt Nam, tức là mặc dù cái chứng minh mình còn hạn sử dụng trong vòng 15 năm hoặc là quá 15 năm đi chăng nữa, nhưng mà chỉ cần mình còn quốc tịch, mình còn hộ khẩu ở Việt Nam hoặc là mình còn chứng minh ở Việt Nam là mình có thể sở hữu và mua được nhà đất ở tại Việt Nam. Và cái thứ hai là có thể là mình nhờ một cái người thân nào đó ở Việt Nam, và chắc ăn nhất là mình có thể là mình nhờ bạn bè, anh em bà con của mình thôi đó. Và Nhân cũng gặp rất là nhiều trường hợp là có những người khách hàng là mặc dù còn quốc tịch Việt Nam đi chăng nữa nhưng mà không thể nào mà sắp xếp để đi về đây mua đất, mua nhà được, cho nên là cũng nhờ tới người thân của mình. Thì Nhân xin nhắc lại là đầu tiên là mình chỉ cần mình còn quốc tịch, còn chứng minh ở Việt Nam, và cái thứ hai là mình nhờ những người thân ở Việt Nam đứng tên giùm mình đó. Và Nhân sẽ đi thẳng một vấn đề đầu tiên là vì cái thật sự là bên cái bất động sản ở bên những cái nước ngoài á, thì Nhân có những cái khách hàng chẳng hạn như là Canada hoặc là bên Mỹ, thì khi mà tính ra cái tiền Việt Nam á, cũng thật là bất ngờ, rất là bất ngờ, tại vì nó cũng không có cao lắm. Có những cái ngôi nhà phải nói là biệt thự luôn chứ không phải là nhà nữa, nhưng mà khi tính tiền Việt Nam ra đó thì nó rơi vào tầm khoảng từ 3 tỷ tới 5 tỷ thôi. Thật sự là nghe nói là mình hết hồn luôn, Nhân hết hồn luôn, thì không ngờ là nó rẻ như vậy. Bởi vì Việt Nam mình có những cái vị trí bất động sản ở Sài Gòn thì không nói rồi, Sài Gòn thì vài trăm triệu hoặc 1 tỷ một mét vuông thì Nhân không nói rồi, nhưng mà ở đây có những cái khu vực vùng quen chẳng hạn như là Long An, Bình Dương hoặc là Đồng Nai, thì có những cái khu biệt thự bây giờ cái giá nó rơi vào cũng tầm khoảng từ 3 tới 5 tỷ một căn rồi, chứ không có rẻ. Mà trong khi đó là ở Mỹ, ở Canada cái giá nó cũng rơi vào tầm đó. Thì Nhân nói ở đây là những cái khu vực mà nó sống được thôi nha các ngành, chứ không có phải là khu vực trung tâm. Nói, ví dụ như trung tâm thì không nói rồi, mình cho nếu mình cho trung tâm ở bên đó thì mình có thể là so với trung tâm Sài Gòn hoặc là so với trung tâm ở Hà Nội của Việt Nam mình, thì thật sự là cái giá nó cũng cực kỳ đắt chứ không phải là không đắt. Và cái và ở đây á, khi mà mình mua nhà đất ở Việt Nam á, thì mình đóng thuế nó rất là nhẹ, cái thuế nó không có đáng kể là bao nhiêu hết. Nhưng mà còn cái thuế ở bên nước ngoài chẳng hạn như bên Mỹ hoặc Canada thì nó rơi vào tầm khoảng từ 20 tới 30% của tổng giá trị một cái căn nhà hoặc một lô đất ở bên đó. Thì nghe nói cái đó thôi là thật là kinh khủng, rất là kinh khủng rồi, bởi vì cái thế nó rất là nặng, cực kỳ nặng luôn. Nhưng mà ở bên đó tức là những cái thế đó là những cái điều bắt buộc là phải đóng cho nhà nước, chứ không có thể nào mà có thể mà trốn thế được. Và có nhiều những khách hàng cũng đã từng đầu tư ở bên nước ngoài rồi, nhưng mà cuối cùng rồi thì vẫn chịu không nổi, cũng phải quay về Việt Nam của mình để đầu tư đó. Thì Nhân xin nói lại là do cái thuế của nó rất là cao. Và cái thứ hai thì có những khách hàng là về Việt Nam mua có thể là cho con cháu, cho người thân, hoặc là mình mua để đó và sau này một thời gian đó mình sống ở bên kia, mình kiếm được một số vốn nhất định rồi thì lúc đó thì sẽ về Việt Nam để mà ở. Cho nên là nếu mà nói về Việt Kiều mà mua nhà đất thì Nhân thấy nhiều nhất là cái khu Cát Tường Vũ Sinh, là hồi lúc trước Nhân bán hầu như Nhân bán khoảng 100 lô đất ở dưới khu Cát Tường Vũ Sinh, nhưng mà khoảng 50% là những cô chú, những anh chị ở Việt Kiều về đó mua rất là nhiều rồi cả nhà. Tại vì nó có những cái khu thì nó thật sự là nó quá đẹp, và nó kêu bằng cái khu vực đó phải nói là nó đáng sống,
cho nên là những anh chị cô chú đó cũng quyết định là mua về đó mua nhà mua đất. Và cái nhu cầu là như như nói lúc nãy là có thể là mua để cho con cháu hoặc là mua để đó sau này ở. Và cũng có một số khách hàng là một số anh chị cô chú đó cũng về đây mua nhà mua đất để cái nhu cầu là đầu tư. Bởi vì thay vì á là mình mua một cái bất động sản lớn ở bên đó thì nó rơi vào khoảng 5 tới 7 tỷ, 5 tới 7 tỷ bên kia, thì khi mà nói ra cái tiền thuế á thì nó rất là lớn, cho nên là rất là e ngại. Bởi vì thậm chí là có những anh chị cô chú là ở bên nước ngoài đó, thậm chí là mấy chục năm, mười mấy, 20 năm hoặc là 30 năm cũng có, nhưng mà thật sự là có đủ khả năng và đủ số tiền, đủ tài chính để mà mua một cái căn nhà bên đó để mà ở, nhưng mà người ta lại không mua, mà trong cái đó là người ta mướn nhà để ở. Và cái thêm một cái nữa là khi mà Nhân biết được cái tiền thuê nhà ở bên đó đó nó cũng khá là rẻ chứ nó không có cao lắm. Thì ví dụ như là những cái khu vực mà sống được, sống tốt á, thì nó rơi vào tầm khoảng chừng tính tiền Việt Nam á tầm khoảng 20 mấy tới 30 triệu thôi, cũng thật là bất ngờ. Thì trong cái đó là có những cái căn nhà ở Sài Gòn, ở thành phố Hồ Chí Minh á, thì ở vùng quen thì bây giờ nó rơi vào cũng khoảng từ 30-40 triệu rồi, hoặc là 50 triệu một tháng rồi, nếu như mà mặt bằng mà ở những cái đường, những cái vị trí mà kinh doanh được đó. Thì người ta vẫn không mua nhà bởi vì cái tiền thuế rất là nặng, mà người ta để dành cái tiền đó để thuê nhà ở, và để dành cái tiền đó để về Việt Nam mua nhà mua đất. Thì cũng có một số khách hàng thì mua đầu tư cũng có. Thì cuối video này Nhân cũng tóm lại cái câu chuyện lúc nãy giờ Nhân nói là lý do mà Mỹ Kiều về Việt Nam để mua nhà mua đất. Thì thứ nhất là mua để đó hoặc là mua để cho, và cái thứ ba là mua để đầu tư, bởi vì cái số vốn bỏ ra nó còn rẻ. Và cái thứ hai là không cần phải đóng thuế với một cái số tiền rất là lớn. Rồi, Nhân xin chào cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà mình ở những video sau nữa. Cả nhà mình hãy nhớ bấm nút đăng ký để tiếp tục xem những video của Nhân nha. Rồi, Nhân xin chào.